camera ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến một vụ xô xát giữa một cô gái 26 tuổi quê ở tỉnh Long An làm nghề buôn bán rau củ trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và một phụ nữ là bạn hàng của cô này vào trưa 30 tháng 9 năm 2023. Từ hình ảnh do camera nên ghi lại có thể thấy, vụ việc xảy ra tại một bãi xe trong chợ. Khu vực này ít người qua lại, đôi bên có vẻ đã lời qua tiếng lại trước khi người phụ nữ bạn hàng lao vào tấn công cô gái trẻ. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một cô gái 26 tuổi quê ở tỉnh Long An, sinh sống tại thành phố Thủ Đức, đã chết với hàng chục vết thương ở đầu và gực. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ở quận 12, cũng là bạn hàng với nạn nhân. Khoảng 11 giờ 20 phút trưa 30 tháng 9, nạn nhân chạy xe máy hiệu Vision màu đỏ đen phía sau bà Dung đi tới bãi xe container sau chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để nói chuyện. Tại đây, bà Dung bất ngờ dùng dao đâm nạn nhân hàng chục nhát vào đầu và ngực rồi kéo nạn nhân vào sát bánh xe của xe container. Sau khi gây án, bà Dung cướp tài sản của nạn nhân gồm một điện thoại iPhone 14 Pro Max, một đôi bông tai vàng, một bộ lắc bằng vàng, một sợi dây chuyền vàng và khoảng 15 triệu đồng tiền mặt. Nghi phạm Nguyễn Thị Ngọc Dung cũng lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân rồi chạy thoát. Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc truy xét và đã bắt giữ bà Dung khi bà này đang lẫn trốn ở phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.